giai đoạn này là giai đoạn mang lại lợi nhuận, mang lại cơ hội rất lớn để giúp anh chị em, mà anh em không tận dụng được thì mình rất là tiếc luôn, rất là tiếc. thì không biết là anh chị em định kiếm lợi nhuận ở giai đoạn nào, giai đoạn phân phối, giai đoạn sideways, là giai đoạn chán nản, giai đoạn ngủ quên của thị trường, thì mình không biết là anh chị em định kiếm lợi nhuận ở giai đoạn nào? nếu như giai đoạn này mà chưa kiếm được lợi nhuận, anh em nhá, giai đoạn này là phải kiếm được lợi nhuận, không kiếm được lợi nhuận thì thời gian tới còn rất nhiều cơ hội, chứ không phải là thị trường tạo hai đỉnh, ba đỉnh. Ở trong cái video hôm trước thì mình có chia sẻ với anh em về việc là ở thời điểm hiện tại thì thị trường nó đang có những cái nét tương đồng so với cái hồi tháng 6 tháng 7 năm 2023. Nó xảy ra một vài phiên rung lắc khi nó chạm cái vùng đỉnh cũ trước đó và sau một vài phiên rung lắc rất nhanh thì thị trường nó đã vượt qua cái vùng này và chinh phục cái vùng cao mới. Thì cái giai đoạn này này mình đánh giá là thị trường nó cũng như vậy. Trong mấy cái video gần đây mình đều chia sẻ với anh em, mình đánh giá về việc là thị trường nó có thể nó sẽ mất thêm một vài phiên nó cân bằng lại cái vùng hỗ trợ bên dưới. À, có thể nó sẽ quay về vùng 1 1200 điểm nếu như mà dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Nhưng cái chỉ số cái đường hỗ trợ EMA 20 ngày nó đỡ thị trường rất vững chắc ở cái phiên ngày hôm qua đã giúp cho thị trường nó tiếp tục chinh phục cái vùng đỉnh ngắn hạn à, và đến thời điểm hiện tại sau phiên ngày hôm nay nó đã tiến rất gần đến cái vùng cả ở ngày mùng 6 tháng 3 vừa qua. Và với cái diễn biến này thì mình đánh giá có thể ngay trong một vài phiên tới cái chỉ số thị trường chung nó sẽ tiếp tục được kéo lên. Nó sẽ sớm vượt qua cái vùng 1280 và sẽ chinh phục được vùng 1300 điểm trong ngắn hạn và sẽ sớm tiến tới vùng 1350 hay là 1400. Và với cái con sóng mạnh mẽ của cái nhóm ngân hàng như thời điểm hiện tại thì thậm chí là nó có thể tiến tới vùng 1500 hay là xa hơn là vùng 1800 trong thời gian tới. Bởi vì sao? cái dòng tiền khi mà đã chảy vào nhóm ngân hàng ấy nó giúp cho cái chỉ số kéo lên tăng rất mạnh. Và khi cái chỉ số kéo lên tăng mạnh thì dòng tiền nó cũng sẽ lan tỏa sang các nhóm ngành nghề khác. Rất là thiệt với những anh chị em nào cho rằng thị trường ở thời điểm hiện tại nó đang tạo thành hai đỉnh và sau đó quyết định bán hết cổ phiếu ra cầm phun tiền mặt. Và sau đó thì cứ nhìn thị trường nó đi lên, cứ nhìn các cổ phiếu nó đi lên thôi. À, từ cái thời điểm mình khuyến nghị anh chị em là ở phiên ngày 14 tháng 3 đến nay, sau có đúng 5 phiên nó giúp cho anh chị em mang về khoản lợi nhuận là 15% nó giống y là thằng DJ mà mình có khuyến nghị anh chị em mua gia tăng ở phiên 11 tháng 3 thì cái phiên này mình báo anh chị em bán bớt đi ở giá 69 thì cũng mang về khoản lợi nhuận 15 16 thì sau khi nó chỉnh một vài phiên thì đến thời điểm hiện tại nó cũng cân bằng nó cũng hồi phục đi lên và thị trường này là thị trường đang đi lên nó đang mang lại rất nhiều cơ hội nó đang giúp cho anh chị em kiếm lợi nhuận rất dễ mà anh chị em bỏ qua cái giai đoạn này thì rất là phí ở phiên ngày hôm kia thì cái chỉ số về tâm lý tham lam sợ hãi nó đã xuống cái vùng sợ hãi và khi đó thị trường nó xuất hiện một phiên rũ bỏ rất mạnh nó cũng chính là cái phiên 18 tháng 3 thì sau phiên 18 tháng 3 thì thị trường nó hồi phục đi lên nó có một phiên cân bằng với thanh khoản thấp thì sang đến phiên ngày hôm qua nó tích cực rút chân hồi phục đi lên và đây chính là một cái tín hiệu giúp cho thị trường nó quay trở lại cái con sóng của nó và phiên ngày hôm qua cũng như là phiên ngày hôm nay thì dòng tiền tiếp tục chảy vào cái nhóm ngân hàng rất mạnh với những người như VPBank này hay là Techcombank hay nhiều cổ phiếu khác và nó đã lan tỏa sang các cổ phiếu mà bây giờ nó bị lên như thằng phát đạt này như thằng đích này như thằng kẻ đất xanh hay là sao hay là HDC hay là đạt phương một vài phiên tới những người nó tiếp tục nó đi lên thôi và thời gian tới còn rất nhiều cơ hội vẫn còn để giúp anh chị em mang về lợi nhuận nên anh chị em nào mà trong mấy phiên vừa rồi lỡ bán hết cổ phiếu hay là lỡ có đang cầm cổ phiếu nó yếu quá nó chưa lên được thì thời gian tới phải tận dụng rồi là lỡ luôn cả con sóng này đấy con sóng này chúng ta có thể coi đây là sóng thần mà khi sóng nó chảy vào bất động sản trong thời gian vừa qua không nhiều anh em kiếm được lợi nhuận từ nhóm chứng khoán đâu thì thời gian tới anh em phải tận dụng được cái con sóng của bất động sản vì sao vì trên thị trường ấy, có hai nhóm nó có tính đầu cơ điên nhất thị, thị trường thứ nhất là nhóm chứng khoán rồi nhóm chứng khoán từ năm ngoái cho đến nay có những cổ phiếu nó tăng ba bốn lần rồi như BSI, ai như fts rồi cái con sóng này này nó sẽ tiếp diễn ở cái nhóm bất động sản trong thời gian gần đây thì dòng tiền đã bắt đầu chốt lời khỏi cái nhóm chứng khoán để có thể chảy vào cái nhóm bất động sản Thế anh em nhìn phát đạt ngày hôm nay tăng trần này và trong cái video hôm qua mình có chia sẻ với anh em anh nào chưa theo dõi video hôm qua nhé thì có thể theo dõi video hôm qua mình có chia sẻ với anh em là anh em thời gian tới phải tập trung vào những cổ phiếu bất động sản từ những cổ phiếu như đạt phương này như phát đạt này như là kể cả đất xanh hay là mấy cổ phiếu khác thì nó sẽ đi lên thôi thì sang đến phiên ngày hôm nay Cái thằng Phát Đạt này Nó có một phiên tăng trần ngay lập tức Và có thể là sáng nay Cũng có một số anh chị em nhắn tin hỏi mình là Đang cầm thằng Hòa Phát Thì có nên cơ cấu thằng Hòa Phát sang Phát Đạt hay không Thì mình cũng nhắn là cơ cấu được Và Hòa Phát thì nó hơi nặng Nên cầm nó sẽ hơi chán Còn khi mà cơ cấu sang Phát Đạt Thì Phát Đạt nó giúp cho anh em Có một phiên tăng trần nghe. Có ngay lợi nhuận giúp cho anh chị em có một cái vị thế rất tốt so với anh em mà đu trần ngày hôm nay đu trần ngày hôm nay thì có thể một vài phiên tới có thể ngày mai mà mở gáp sau đó cuối phiên ngày mai nó quay đầu đóng cửa thấp nhất phiên và có thể sang phiên ngày kia nó lại rút chân và nó lại tiếp tục đi lên nó giống như hàng đích ở mấy phiên này có một phiên lưỡng lự này quay đầu đi xuống sau đó sang phiên hôm qua ấy, là nó rút chân hồi phục và sang phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục nó đi lên có thể những người như đích thời gian tới nó sẽ bước vào mấy quá trình tài tích lũy vì giai đoạn này mới là giai đoạn đầu tiên thằng đích nó đi lên nên thường giai đoạn đầu tiên nó hay có cái nhịp nó bước vào cái giai đoạn tái tích lũy sau một nhịp đi lên, một nhịp đi lên thì có thể là khoảng 15 20%. Sau cái nhịp tăng 15 20% này thì nó sẽ bước vào một nhịp rung lắc và tái tích lũy, nó giống như thằng Nam Long ở những phiên này. này mình mua thì sau một vài phiên sau có khoảng ba bốn phiên nó mang về khoản lợi nhuận 15 phần và sau đó thì nó chứng lại nó rung lắc một vài phiên rồi nó tiếp tục đến thời điểm hiện tại thì nó đang hồi phục tích cực để nó đi lên hay như đi di quận thế đi di quân thời điểm hiện tại nó cũng vậy sau một vài phiên tăng mạnh này và từ thời điểm mình mua thì nó cũng mang về khoản lợi nhuận là 15 16 phần trăm đến thời điểm hiện tại thì nó đang giúp cho mình có khoản lợi nhuận là khoảng 17 phần trăm đấy là đối với thằng DG One. một trong những cổ phiếu mình đang cầm à, vẫn đang cầm rất nhiều DG One là một thằng Nam Long là hai thằng đích là ba thêm thằng gách nữa đấy là cái danh mục cổ phiếu mình đang nắm giữ và có thêm cả thằng VND đi đi thì lẽ ra là phải mua hôm qua nhưng mà hôm nay thì mình có mua ở 23.9 và 24 chờ nó test lại chờ nó cân bằng xong à, nó xuất hiện cái tín hiệu xác nhận thì mình sẽ mua gia tăng thằng viên đi sau bản chất thằng viên đi thì nó khá là giống thằng đích trong thời gian vừa qua ở giai đoạn này, này nếu như mà thằng viên đi nó có chỉnh giống như cái phiên này của thằng đích ấy, thì phiên ngày hôm nay nó phải quay đầu đóng cửa thấp nhất phiên nhưng mà nó có một cái tín hiệu tích cực hơn tích cực hơn là thằng đích ở phiên này nếu như một vài phiên tới mà thằng viên đi lỡ không may nó xảy ra một cái nhịp rung lắc giống như thằng đích ở giao đoạn này thì anh em mà đang nắm giữ nếu như mà thấy nó phí phạm anh em cứ cơ của với đã chờ nó xác nhận lại anh em tham gia anh em mua lại giống như thằng đích ở phiên này mà mình khuyến nghị anh em tham gia ở phiên ngày 14 tháng 3 ấy rất nhiều anh chị em trước đây nhá cầm đích rất lâu cầm nam kim rất lâu hay cầm một số cổ phiếu khác rất lâu nó không đi lên nhưng cứ mỗi khi nó đi lên cái này anh em sợ anh em chán anh em bán mất bán sớm quá nhưng mà những cổ phiếu này anh em cầm được ở cái nền giá này cầm được cái điểm đẹp nhất mình khuyến nghị là anh em phải cầm thật lâu càng tốt càng lâu càng tốt thì nó sẽ tránh được cái tình cảnh tình trạng tương tự giống như fts này mua thì điểm mua rất đẹp nhưng mà sau đó không giữ được bán sớm quá còn anh chị em nào mà giữ được đến thời điểm hiện tại nhá, từ ngày 16 tháng 1 cho đến nay anh chị em mang về khoản lý 40%. Thì những cổ phiếu như đích như là phát đạt như đất xanh như là đạt phương hay kể cả Novaland thời gian tới nó sẽ tạo thành một cái siêu sóng. Và những cổ phiếu này nó vừa mới từ nền giá đi lên và nó có một cái nền ngắn như thế này thì chỉ có những anh chị em chưa có đủ trải nghiệm trên thị trường thì mới sợ thị trường ở thời điểm hiện tại. Chứ còn anh chị em đã có trải nghiệm rồi, chắc chắn là giai đoạn này là giai đoạn kiếm ăn rất tốt để giúp anh chị em mang về lợi nhuận chứ không phải là giai đoạn này là giai đoạn anh em cần sợ không phải là giai đoạn này là giai đoạn thị trường tạo hay đỉnh anh em nhìn những phiếu này, này nó xây một cái nền giá dài này giai đoạn đầu tiên nó rung lắc thì bao giờ cũng là giai đoạn rung lắc mạnh nhất sau đó thì nó đi lên anh em để ý kỹ cho mình giai đoạn này nhé thanh khoản nó bắt đầu gia tăng ở những phiên điều chỉnh thanh khoản giảm dần và ở những phiên hồi phục đi lên thì thanh khoản lại lớn dần nó có hai phiên test test thanh khoản test cung vốn rất thấp luôn mà gần như là chưa thấy khi nào thằng đích nó có cái thanh khoản thấp như này khoảng 10 triệu 11 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên và cho đến thời điểm hiện tại dòng tiền tham gia rất mạnh để trẻ vào thằng đích giúp cho này nó mang về khoản lợi nhuận rất nhanh và lớn để giúp anh chị em đồng hành của mình mang về lợi nhuận trong mấy phiên vừa qua đích là một trong những cổ phiếu mình rất ưu tiên à, ngoài đích ra thì có phát đạt phát đạt cũng là một trong những cổ phiếu mình có nhắn với anh chị em ấy là cổ phiếu này này nó là một trong những cổ phiếu xếp hạng 2 đánh giá về độ khỏe bất động sản khi mà những cổ bắt đầu vào sóng ấy thì thằng đích và thằng phát đạt là số 2 sell đất xanh sẽ là những cổ ưu tiên số 3 ưu tiên số 1 về điểm mua đầu tiên ấy và nắm giữ ấy thì thằng nam long là ưu tiên số 1 ở giai đoạn này nó vẫn đang mang về lợi nhuận cho mình là gần 15 phần trăm tuy là sau cái nhịp tăng 15 16 phần trăm nó rung lắc và đến thời điểm hiện tại nó đã tài tích lũy nhưng sau giai đoạn tài tích lũy này nó sẽ tiếp tục nó đi lên và nó sẽ sớm chinh phục được cái vùng giá 60 và khi cổ phiếu này tăng đến vùng 60 thì từ nền giá này thì có thể tăng khoảng 50 100%. Hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng tiến đến cái vùng 60 6x anh em nhé đấy giờ thằng Nam Long. Còn những người như đích thì anh em phải kỳ vọng nó tiến sẽ tiến lên đến vùng 40. Ít nhất là phải 40 43 đã. Và sau này chúng ta hy vọng nó tiến lên đến vùng 5x sau. Và từ cái vùng này, từ vùng mình khuyến nghị anh em ấy thì nó tiến lên đến vùng 5x thì nó tăng gần ít đôi rồi đúng không? Còn từ cái vùng nền giá từ năm ngoái ấy, từ giai đoạn 17 này mà tiến lên 5 x thì nó phải tăng x3 rồi x3 x4 rồi thì tính thì tính từ đoạn này này tính thì tính từ nền giá mà bắt đầu cái nhà chứng khoán đi lên ấy thì những cổ này nó xây cái nền dốc đi lên còn cái nền dài trong thời gian vừa qua thì anh em tạm thời ấy, anh em cứ kỳ vọng ít nhất là 50 phần đã vượt qua 50 thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ tiến lên đến vùng 5x uh, x đôi đấy là với những cái đích còn đất xanh thời gian tới mình đánh giá nó sẽ lên thôi và thằng đất xanh sẽ là cổ phiếu mang lại cơ hội cho anh chị em mà đang cầm tiền mặt chưa mua được cổ phiếu bất động sản nào thì phiên ngày hôm nay thằng đất xanh nó xuất hiện một phiên tăng khá là tốt nó tăng 4% khi thị trường đóng lại nhưng mà nó gặp ngay đường cản chéo này ba lần là chạm nó chưa vượt qua được thì có thể một vài phiên tới bởi vì sao mình đánh giá như vậy nó sẽ tiếp tục nó rung lắc ở quanh vùng 19 năm đến vùng 20 vì thị trường thì chúng ta nó chưa vượt qua được cái phiên ngày mùng 6 tháng 3 nếu như mà ngày mai mở gáp vượt qua ngay ấy thì có thể những cổ phiếu như đất xanh nó sẽ bứt phá lên ngay lập tức nó sẽ tăng mạnh ngay lập tức thì nghĩa anh em có mua ngày mai thì rủi ro nó cũng tương đối thấp và mình đánh giá là thằng đất xanh thời gian tới nó cũng sẽ được kéo lên thôi tuy là động lực kéo của nó nó sẽ không tốt bằng so với thằng đích bởi vì cổ phiếu này chia xong vốn rồi tăng vốn xong rồi nhưng mà dòng tiền có những phiên dòng tiền tham gia vẫn rất tốt luôn và bộ đôi đất xanh và đích ấy, thường ấy thì sóng nào nó cũng rủ nhau đi lên nên anh em mà không cầm được đích thì anh em cầm đất xanh thì cũng không phải quá lo đâu cổ phiếu này nó cũng sẽ lên theo thằng đích thôi nên là một vài phiên tới sau khi nó vượt qua vùng này thì nó sẽ sớm tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ của nó nó sẽ sớm tiến lên vùng này thì có phải là anh em mua vùng này thì cũng mang về khoản lợi nhuận là khoảng 15 phần trăm đúng không sau khi tiến lên vùng này thì những người như đích thì nó sẽ vượt qua nhanh hơn và sau khi những cổ phiếu này tiến lên vùng này thì nó test lại rồi nó sẽ cũng sẽ vượt qua thôi và khả năng nó sẽ tiến lên đến vùng 3x vùng bách là vùng này thì vậy là từ vùng này mà tiến lên vùng bách là x đôi đúng không còn bây giờ thì anh chị em tạm thời anh chị em kỳ vọng ngắn hạn đã chưa nên kỳ vọng ngay nó tiến lên đến cái vùng đỉnh này nhờ con sóng bất động sản thường là sóng điên nên anh chị em không thể lường được cái độ điên độ khát máu của cái nhóm bất động sản cũng như là nhóm chứng khoán đâu nhóm chứng khoán thì lên đỉnh hết rồi bây giờ là đến lượt cái nhóm bất động sản bất động sản thì có thằng nam long leader khang điền leader nhưng sau khi vào sóng thì những người này lại không hút tiền bạc so với thằng đích thằng đất xanh nên uh, thằng đích uh, thằng uh, đất xanh nó vào sóng sau nhưng khi nó đi lên thì nó tăng rất là điên à, anh em nhá đấy là uh, những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản anh em mà chưa có nhóm uh, bất động sản chưa có cổ phiếu bất động sản thì phải tìm ngay cái điểm vào uh, thứ nhất điểm vào là cổ phiếu nào thứ nhất là thằng phát đạt một vài phiên tới mà anh em thấy uh, cuối phiên nó đóng cửa thấp nhất phiên mà thanh khoản nó thấp nó thấp giống như thằng đích mấy phiên vừa rồi ấy. thì anh em có thể mua mua test mua lấy trước vị thế ở phiên này và sang nếu khi hôm sau đầu phiên anh em thấy nó không điều chỉnh nó không giảm thêm quá mạnh nữa, nó bám cái đường em 9 ngày đi lên thì anh em có thể mua đầu phiên ngày kia, nếu uh, ở uh, đầu phiên thứ hai tuần tới, nếu như mà ngày mai nó chỉ giảm nhẹ một chút thôi, mà thanh khoản nó thấp, quan trọng là thanh khoản thấp ấy, bản chất thì nó giống thằng đích ở phiên này này, thanh khoản cũng thấp nhá, thanh khoản bằng 1 phần ba hoặc là ít nhất uh, cùng lắm thì bằng một nửa phiên uh, mà tăng mạnh trước đó thôi và sang đến phiên hôm sau nó rút chân cao nhất phiên thì kể cả anh em có mua phiên này thì nó cũng ít rủi ro thôi bởi vì sao vì cùng một cổ phiếu nó mới bắt đầu nó vượt cái nền giá đi lên thì bao giờ anh chị em mua nó cũng sẽ ít rủi ro hơn so với các cổ phiếu đã phía trên rồi ví dụ như bây giờ anh chị em mà mua đích ở vùng này thì tuy nhiên nó có vẫn có khả năng nó mang về lợi nhuận vì mình target là target 4 bốn x target ghét năm x nhưng trong ngắn hạn thì anh em nếu như anh em muốn mua thằng đích thì anh em phải chấp nhận được rủi ro là có thể nó chỉnh khoảng 5, chỉnh 7, hay chỉnh 10% thì đấy là cái rủi ro trong ngắn hạn còn về trung hạn về hết sóng thì mình đánh giá cái tiềm năng tăng trưởng của những người này là vẫn còn rất nhiều thì anh em phải chú ý phải bám sát những người như đích phát đạt vậy phát đạt anh em nào chưa có nhá thì phải chờ nhớ chú ý trong một vài phiên tới xem nó có xuất hiện một cái diễn biến tương tự như là cái đánh giá của mình đánh giá hay không ngoài ra thì có thêm thằng đất xanh nhá đất xanh thì nếu như ngày mai mở gap tăng mạnh ngay kìa anh em mua ngày mai thì rủi ro thấp thôi anh em nhá còn nếu như mà nó test thêm một vài phiên tới và thanh khoản nhỏ nhỏ ấy nó chỉ có, nó, nó bám quanh cái vùng này một vài phiên rồi nó có xuất hiện một phiên nó tăng mạnh vượt qua cái đường cả chéo này đấy là cái điểm mua điểm mua xác nhận để giúp anh chị em mang về lợi nhuận thực hiện hóa cơ hội trong những phiên sắp tới trong thời gian tới hay là có thêm thằng Hodeco này Hodeco rất khỏe luôn sóng thường sóng này rất điên luôn cái nhịp đầu của nó đi lên thì nó đang gặp khá là nhiều cả kháng cự thì anh em cần theo dõi thêm trong một vài phiên tới xem à, nó có test lại hay không nếu như test lại thì rất tuyệt vời còn nếu như mà nó không test thì nó phải có những cái phiên nó tạo thành một phiên rút chân đi lên, tạo thành một phiên hướng đi lên, một phiên tách cung thì đấy cũng là một cái tín hiệu để anh em chuẩn bị cơ hội nếu như là chưa có cổ phiếu bất động sản. Và mình chỉ giờ nhiều anh chị em cầm phải sell từ 3 4 tháng nay nó không lên, đến khi nó tăng một hai phiên là anh em mang cửa hàng anh em, em bán mất thôi. Còn anh em mà cầm được, bây giờ đã lỡ chót cầm rồi, bây giờ kiên trì thêm, cầm thêm khoảng 2 tháng nữa là kết quả khác ngay. Đấy những buổi này, Novaland thì thôi, Novaland yếu quá. mà đu bán nhiều, nó vẫn lừa. Lừa anh em bao lâu nay luôn Rất chán Mình thì mình không thích Novaland đâu Anh em nào thích thì có thể lựa chọn nó Còn rất nhiều cơ hội khác trên thị trường Anh em phải tận dụng nhá Các cổ phiếu bất động sản mình thấy là lên hết thời gian tới thôi. Anh chị em mà thấy yêu thích một cổ phiếu nào mà Chưa biết có nên mua hay không thì cứ inbox cho mình nhá Ví dụ sáng nay này Sáng nay cũng có một chị, chị nhắn tin hỏi mình là Có nên cơ cấu thằng Hòa Phát sang không này Thì sau khi cơ cấu sang Phát Đạt Phát là ăn ngay cơ trần rất tích cực luôn thì anh chị em nào mà danh mục vẫn còn đang uh, lộn xộn quá nhiều cổ phiếu quá chưa biết mua cổ phiếu nào thì phải inbox ngay cho mình làm theo hướng dẫn cho mình rồi inbox cho mình còn rất nhiều cơ hội luôn còn ngày hôm chứng khoán thì có thằng viên đi viên đi thì có thể nó sẽ test thêm một vài phiên sau cái gap ngày hôm nay em một số cổ phiếu mà thời gian vừa qua chưa tăng như VIG cũng lên hết thôi hay kể như SHS lên hết rồi nó nặng mông nhưng mà nó cũng sẽ lên hết thôi VND thì nó phải cân bằng lại cái gap ngày hôm nay và cái vùng đỉnh sau khi mở gáp tăng mạnh gặp ngay cái đỉnh và có một phiên thanh khoản khoảng 60 triệu cổ phiếu ấy. thì mấy cổ phiếu này nó sẽ cần test lại và quan trọng là sau khi test lại thì nó sẽ đi lên thôi đấy là cách đánh của nhóm chứng khoán rồi hay thằng AS anh em nào mà thích nhau, thì có thể đánh đánh thằng AS ở quanh vùng chín anh em nào mà sau khi theo dõi video này mà mua được AS nhá thì phải cầm được nó lên đến vùng 10 11 này thì nó mới giúp anh em mang về lợi nhuận được. là thằng AS nó đánh sau thôi nó lên sau rồi. Nhiều thời gian tới nó lên hết thôi giai đoạn này là giai đoạn mang lại lợi nhuận, mang lại cơ hội rất lớn để giúp anh chị em, mà anh em không tận dụng được thì mình rất là tiếc luôn, rất là tiếc. thì không biết là anh chị em định kiếm lợi nhuận ở giai đoạn nào, là giai đoạn phân phối, giai đoạn sideways, là giai đoạn chán nản, giai đoạn ngủ quên của thị trường, thì mình không biết là anh chị em định kiếm lợi nhuận ở giai đoạn nào? nếu như giai đoạn này mà chỉ, chưa kiếm được lợi nhuận, anh em nhá, nên giai đoạn này là phải kiếm được lợi nhuận không thiếu lợi nhuận thì thời gian tới còn rất nhiều cơ hội chứ không phải là thị trường tạo hai đỉnh ba hai đỉnh hay là hồi thị trường mình sáng nay mình đọc một vài cái tip ở trên fan này này Thế ông nào không ở à, thị trường hai đỉnh khả năng tắm máu uh, phái sinh đáo hạn phái sinh tắm gì tắm gì thị trường nó tăng tăng mạnh như này quan trọng là cổ phiếu anh em cầm chứ bây giờ thị trường nó có tắm máu hay không nhưng mà cổ phiếu anh em vẫn tăng trần vẫn tăng mạnh thì lo gì thị trường có tắm máu hay không đúng không anh em nhá nên uh, thị trường thì vẫn còn rất nhiều cơ hội Ê, nhóm bất động sản ấy, nhóm chứng khoán đấy một số cổ phiếu như ở nhóm dòng khác nó chưa lên như kbc hôm trước mình nhắn anh em ở phía này này thì bây giờ nó cũng đi lên hết rồi và các cổ phiếu khác thì nó vào sóng siêu sóng hết rồi đồng phú này gvr này mà những cổ phiếu này anh chị em đi anh chị em lo cái gì ở thị trường úp bô úp sọt hay là phân phối hay là máu chẳng qua là anh chị em không cập được những cổ phiếu này thì anh em mới lo sợ thị trường sập mới sợ thị trường nó úp bô thôi Chứ còn một khi anh em cầm được những cổ phiếu như nó tăng mạnh này Thì cái tâm lý suy nghĩ của anh em nó khác ngay Anh em nhá cái Thị trường toàn cổ phiếu tăng trần Tăng 8%, tăng 10%, tăng 7% Thì mình không biết là thị trường nó úp bô cái gì Úp bô vào đâu Úp vào đầu chắc úp vào đầu đội lái Nên Ngân hàng này tất cả banh nó gần tăng trần cơ HD banh này Nhóm dầu khí thì mình không thấy, chưa thấy cổ phiếu nào có thể mua được Thép thì có thằng Nam Kim Hoa Sen Nam Kim anh em chờ một loại bên tới nhá có thể là phiên ngày hôm nay thằng Nam Kim nó mở gác đi lên và sau đó nó quay đầu để nó test lại và chờ thằng Hoa Sen đấy Hoa Sen anh chị em mua ở giai đoạn này vẫn khá là an toàn một vài phiên tới dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào thằng Hoa Sen anh chị em có thể canh tiếp tục mua thằng thằng Hoa Sen ở quanh cái vùng 22 22 7 này nó khá là an toàn dòng tiền tham gia là kéo thằng này lên trần ngay anh em lúc đấy không mua được đâu nên uh, chấp nhận mua ở vùng này, này thì nó sẽ an toàn hơn còn anh chị em muốn ấy, mua xong mà nó tăng trần ngay ấy, thì phải mua canh mua điểm nổ hoặc là canh nếu như là nó có một phiên test cung ấy thì đấy là cái điểm anh em mua và mua xong không phải mất công chờ nó giống như là đích ở phiên này thì đây là phiên mình mua xong không mất công chờ này hay như đi di quân ở phiên này mua xong không mất công chờ này hay như dgc mình mua ở phiên này, này thì mua xong không mất công chờ luôn đấy anh em nhá nên anh em phải canh để mua được những phiên này còn nếu không canh được thì cứ mua ở vùng nền giá này, này. thì nó giống bản chất nó giống giai đoạn này của thằng đi di quân thôi hay là giống thằng 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 đức giang giá đoạn này thôi Nam Kim mình đánh giá thời gian tới tiếp tục dòng tiền tiếp tục tham gia và sẽ kéo cổ này lên đấy hôm nay nó vượt đỉnh bắt đầu dấu hiệu vượt đỉnh rồi thì ngày mai nó test lại hay không thì thời gian tới khả năng thằng nam kim nó vào sóng nó rất cao anh chị em mà có thể chấp nhận được cầm chờ một chút có thể khoảng năm bảy phiên có thể hai ba tuần nó lên ấy, thì có thể cứ canh mà giải ngân ở vùng này còn nếu như mà muốn ấy, muốn có cái điểm mua đẹp nhất ấy, thì phải canh cái điểm mua test cung cho một vài phiên tới hoặc là có thể đồng hành về đồng hành của mình thì khi nào nó xuất hiện cái điểm mua thì lúc đấy mình sẽ nhắn để anh chị em kịp tham gia lên tàu À, và sẽ không bị thị trường nó úp sọt úp bô anh chị em vì điểm mua là mua rất an toàn lái làm sao mà úp sọt được nghe em gần như không thể luôn bỏ chất thì thôi nhá đức giang anh chị em nào có mua hôm vừa rồi thì phải mua quanh đường em hai mươi ngày này lợi nhuận nó không nhiều đâu vì những người đánh là đánh đánh biên độ rộng ăn chênh lệch giá thôi chứ còn điểm mua thì nó không còn mua nữa không điểm mua nữa đâu. chỉ có điểm này thôi chỉ có điểm mua này thôi nên uh, chúng ta còn rất nhiều cơ hội phía trước lỡ một vài cổ phiếu như đích như phát uh, đạt rồi vẫn còn cơ hội mua đích vẫn còn cơ hội mua phát đạt quan trọng anh em phải kiên nhẫn còn thị trường của chúng ta ấy, thì mình đánh giá nó giống giai đoạn này thôi có thể một vài phiên tới tiếp tục tăng mạnh tiếp tục tăng vượt đỉnh ấy. nhiều cổ phiếu nó từ nền giá đi lên đây là cái yếu tố để giúp anh chị em có thêm cái động lực thêm niềm tin để có thể yên tâm gồng lãi yên tâm nắm giữ cổ phiếu chứ bây giờ bán xong bán xong rồi không biết mua gì đâu bán xong rồi bây giờ cực kỳ khó mua lại luôn anh em nhá anh em theo dõi video đến giờ này thì nhớ ấn vào cái nút like để tránh bỏ lỡ bất kỳ một bài chia sẻ nào mà mình gửi tới anh chị em. Anh chị em nhé, cảm ơn anh chị em đã theo dõi.